Mày nghĩ bố mày đùa à? Ngay cả nơi con trai cả luôn cả. Quả này có ba chen luôn này, đúng không chứ đây. Thưa ơi. Đừng. Đi ra đi bộ đi. Tối thế. Nhìn thấy anh này tưởng nó phải chạy vào ngay chứ hơi sợ. Anh này đau bụng sao nhìn mặt nó sợ. Sai. Thank you.